hai màn hình siêu nét luôn. Sản phẩm bên tay trái là sản phẩm Z800 Pro, sản phẩm bên tay phải là Z800. Sản phẩm Z800 Pro sẽ hôm nay sẽ tặng thêm cốc làm nóng lạnh. Rất là tiện cho tất cả các bác tài nè, vào buổi sáng có ly cà phê ấm áp nè. Nếu mà trời lạnh quá thì chúng ta làm một ly cà phê lạnh nè, hoặc là trên những cung đường dài chúng ta luôn luôn có những nước làm lạnh để chúng ta giải nhiệt nè, không mệt mỏi. Còn toàn bộ sản phẩm sẽ được tặng của Z-Tech sẽ được tặng camera hành trình R1 và SIM 4G kèm theo thẻ nhớ. Còn sản phẩm Z8 Pro là sản phẩm mới nhất sử dụng chip BX8 nhân 2.0GHz, RAM 4GB, ROM 32GB và sử dụng Android mới nhất. Cho nên sản phẩm sẽ tặng kèm theo một cục phát Wi-Fi. Cục phát Wi-Fi 4G. Nó sẽ rất là khác tất cả các sản phẩm trên thị trường. Nếu mà sử dụng chip 8 nhân mà cấu hình cao thì không thể nào mà sử dụng khe cắm SIM 4G để phát Wi-Fi được. Còn nếu mà có thì thật chất ra thì em bảo đảm đó là chỉ có những cái phần mềm ảo thôi, nó báo ảo, chứ còn thực tế những sản phẩm cao cấp trên thị trường mà dùng dung lượng cao thì sẽ không có dùng SIM trực tiếp phát từ máy được, mà phải dùng qua cục Wi-Fi. Sản phẩm Z-Tech bên em sẽ được bảo hành 2 năm chính hãng trên toàn quốc, gần 100 đại lý trên toàn quốc rồi, cho nên tất cả các bạn rất là yên tâm. Nội thất ô tô Hải Âu rất vui là đại lý chính thức của sản phẩm Z-Tech tại thị trường Gia Lai. Anh chị muốn tham khảo tất cả các dòng sản phẩm của Z-Tech như là màn hình cảm biến áp suất lớp hay là cam hành trình, tắp lô, gương thì tất cả bên em đều có.